Một vùng đất đầy sóng gió nhưng cũng ẩn chứa trong mình trăm ngàn kho báu. Thái Bình xưa vốn là dải đất hẹp, lại có ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, bão gió, thủy triều luôn rình rập nên bị coi là nơi không dễ để định cư, sinh sống lâu dài. Tuy nhiên với những con người mạnh mẽ, bản lĩnh đầu tiên đặt chân đến đây thì chính những đặc trưng đó lại là món quà thiên nhiên ban tặng. Họ đã dám đương đầu với sóng gió biển khơi để khai thác những miền bãi bồi màu mỡ. Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Nguyễn Công Trứ với tầm nhìn chiến lược của một nhà chính trị, quân sự đã nhìn ra được tiềm năng rộng lớn trên mảnh đất này. Ông đã trực tiếp chỉ huy cuộc đại khẩn hoang lấn biển với những kế sách độc đáo và táo bạo. Bằng bản lĩnh, sự cần cù, sáng tạo và đùm bọc lẫn nhau, người Thái Bình đã biến vùng đất ven biển hoang vu và lầy lội ngày nào thành những làng ấp trù mật, phì nhiêu. Dải Tiền Châu hoang vu rộng lớn trở thành huyện Tiền Hải lúa dâu tươi tốt, phồn thịnh, những triền đê sừng sững hiên ngang trước bão tố thủy triều. Nguyễn Công Trứ đã đưa cuộc khẩn hoang và công tác thủy lợi đầu thế kỷ 19 đạt được thành quả to lớn. Truyền thống sẵn sàng quay đê, lấn biển đầy mạnh mẽ đã hun đúc nên cốt cách, con người vùng đất Thái Bình. Để đến hôm nay, những con người lấn biển ngày nào lại tiếp tục căng tràn nhiệt huyết để phát triển thị trường thời mở cửa. Năm năm xây dựng một cái tên. Năm 2017, PTI Thái Bình ra đời trong giai đoạn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường bảo hiểm tại Thái Bình vốn có nhiều tiềm năng, nhưng người dân nơi đây chưa thực sự quan tâm đến vấn đề cấp thiết của dịch vụ bảo hiểm. Bên cạnh đó, không ít các đơn vị cùng ngành đã tham gia khai thác và có chỗ đứng riêng trên thị trường bảo hiểm tại địa bàn tỉnh Thái Bình. Tại thời điểm này, lãnh đạo và cán bộ nhân viên PTI Thái Bình xác định, trên những mảnh đất khô cằn thì sự sinh tồn, cạnh tranh càng gian khổ. Trong quá khứ, cha ông ta đã sẵn sàng đối mặt với bão gió để quay đê, thì ngày nay chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để phát triển thị trường. Nếu năm 2017, PTI Thái Bình chỉ là cái tên mờ nhạt mới tham gia thị trường, thì đến năm 2018, thương hiệu PTI Thái Bình đã bắt đầu được nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là Bưu điện tỉnh Thái Bình, đơn vị đã đồng hành cùng PTI Thái Bình từ những ngày đầu thành lập và là đối tác đặc biệt quan trọng. Mặc dù tuổi đời còn khá non trẻ trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại tỉnh Thái Bình, nhưng chúng tôi nhận thấy là PTI Thái Bình thực sự là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của Bưu điện tỉnh. Thực tế là trong những năm vừa qua thì chất lượng dịch vụ của PTI Thái Bình luôn được lãnh đạo đơn vị hết sức quan tâm, đặc biệt là không giải quyết bồi thường nhằm tăng cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Và chính cái chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện và nâng cao như vậy thì đã tạo điều kiện thuận lợi, là động lực để giúp cho anh chị em bưu điện chúng tôi yên tâm cung cấp sản phẩm bảo hiểm PTI tới các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Bằng sự chủ động, nhanh chóng, quyết liệt cùng với những chiến lược kinh doanh sắc nét, năm 2019-2020, PTI Thái Bình đã vươn lên giành vị trí số 2 về thị phần trên địa bàn tỉnh, mặc cho những khó khăn về dịch bệnh, thiên tai. Cả tập thể đều vững tin về một tương lai trở thành doanh nghiệp đi đầu trong ngành bảo hiểm tại địa phương. Tuy nhiên, sau thời gian phát triển nóng cùng với những biến động của thị trường ngày càng khốc liệt, năm 2021, đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đơn vị nhận được nhiều phản hồi của khách hàng phản ánh về chất lượng dịch vụ, tư duy hệ thống thiếu đồng bộ. Những khó khăn này đòi hỏi một làn gió mới để thay đổi cách quản trị phù hợp với thực tế. Tổng công ty đã có thay đổi về nhân sự quản lý, PTI Thái Bình vận hành theo một cách khác. Một là tập trung củng cố nội tại bằng cách tuyển chọn, sàng lọc, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt. Hai là phát triển kênh bán và khách hàng lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ bồi thường, cùng đồng hành với khách hàng như một người bạn đích thực. Ba là quan tâm đến cán bộ nhân viên, đưa chất lượng cuộc sống của người lao động tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2021 là một năm bứt phá của PTI Thái Bình với việc một số ban quản lý của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã tin tưởng lựa chọn PTI Thái Bình là nhà bảo hiểm cho nhiều dự án của tỉnh. PTI Thái Bình cũng là đối tác chiến lược của các showroom có thương hiệu lớn như Toyota, Hyundai, Kia Mazda, Honda, Mitsubishi, nhiều ngân hàng hợp tác toàn diện như Liên Việt, VP Bank, PV Combank, VIB, NCB, ACB cùng rất nhiều khách hàng lớn khác. Bảo hiểm Bưu điện Thái Bình là một trong những đối tác
quan trọng của Kia Mazda Thái Bình trong vòng 5 năm qua. Chúng tôi luôn lựa chọn và tin tưởng những nhà cung cấp và phân phối dịch vụ hàng đầu. PTI Thái Bình cũng là nhà cung cấp có uy tín tại địa phương. Dịch vụ của PTI Thái Bình cũng được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng. Chúng tôi xin chúc quý công ty luôn thành công và phát triển hơn nữa. Cùng với việc phát triển kinh doanh, ban giám đốc cũng quan tâm đến cán bộ nhân viên, đưa chất lượng cuộc sống của người lao động tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, xây dựng các chương trình thi đua, khen thưởng trong nội bộ công ty cũng như các đối tác kinh doanh để vừa nâng cao doanh số, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ chủ động. Công ty đã đạt các thành tích như danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đạt thưởng chương trình thi đua toàn vùng miền Bắc, nhất quý lần 2, nhất quý lần 3 và nhất chung cuộc. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đạt 59% so với năm 2020. Những kết quả này tạo đà cho bước phát triển tiếp theo, khiến cho cán bộ nhân viên PTI Thái Bình hết sức phấn khởi. Năm 2022, PTI Thái Bình đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 72 tỷ đồng, trở thành đơn vị có doanh thu bảo hiểm gốc top 1 trong số các doanh nghiệp phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh, là đơn vị có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất Thái Bình. Tinh thần quyết tâm bám trụ địa bàn, tận tâm với khách hàng, không ngại khó, không ngại khổ, luôn mong muốn đem dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chính là điểm sáng của người PTI Thái Bình. Tự tin trưởng thành, mang trong mình 4 chữ của người PTI: trí, nhiệt, chiến, tình. PTI Thái Bình lại tiếp tục đặt mục tiêu cho hành trình tiếp theo, đó là giữ vững vị thế dẫn đầu trên địa bàn tỉnh về doanh thu cũng như hiệu quả, tiếp tục trở thành điểm đến uy tín cho khách hàng và đối tác. Để hiện thực hóa những mục tiêu lớn, rút ngắn hành trình, PTI Thái Bình xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ nhân sự có chất lượng. Thứ hai, sẵn sàng tìm kiếm những nguồn khách hàng mới, lan tỏa tinh thần biển khách hàng là nguồn tài nguyên vô tận. Muốn phát triển được tệp khách hàng, cần phải xông pha, vượt ra khỏi vùng an toàn và sẵn sàng khai phá. Thứ ba, xây dựng văn hóa riêng của PTI Thái Bình trên cơ sở nền văn hóa của người PTI. Song song với việc triển khai nhiệm vụ kinh doanh, PTI Thái Bình cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, những chuyến đi xa để gia tăng sự gắn kết giữa cán bộ nhân viên. Bà lãnh đạo không chỉ quan tâm đến đời sống của người lao động mà còn cả những người thân của họ. Phía sau người lao động là cả một gia đình, và mỗi người lao động hạnh phúc thì tổ ấm của họ hạnh phúc sẽ được nhân lên. Bên cạnh đó, những món quà tình nghĩa được PTI Thái Bình trao đi ngày càng nhiều bằng các chương trình đóng góp, tri ân tới địa phương. Trong khả năng nhỏ bé của mình, PTI Thái Bình mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn cho cộng đồng. Vươn khơi, lấn biển là một hành trình dài. Người vươn khơi lấn biển cũng như người làm bảo hiểm cần phải đủ chất, đủ bản lĩnh, đủ dũng cảm và đủ quyết tâm để có được thành công. Chặng đường sắp tới của PTI Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả một tập thể, đích đến của hành trình dường như không quá xa. Chúng ta tin rằng trên bước đường phát triển, chúng ta sẽ gặp lại chàng trai lấn biển PTI Thái Bình đầy tự tin bởi vị thế về thương hiệu và tự hào bởi những giá trị bền vững, đóng góp cho xã hội, cho khách hàng. PTI Thái Bình, kế sức mạnh của cả